Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là ẩn được cái tài khoản Facebook của chúng ta, giúp cho là cái tài khoản Facebook chúng ta sẽ không bị tìm thấy với những cái tài khoản Facebook khác, cũng như là chúng ta sẽ có thể là ngăn chặn người khác tìm thấy cái tài khoản Facebook của chúng ta nha. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái tài khoản Facebook, chúng ta không muốn cho người khác nhìn thấy cái tài khoản Facebook của chúng ta, thì các bạn có thể làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook của các bạn lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần tài khoản của các bạn bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào avatar. Ở đây thì thay vì chúng ta chọn vào phần cài đặt ở phần phía dưới thì các bạn có thể nhấn luôn vào cái phần biểu tượng cài đặt ở đây. Các bạn sẽ nhấn vào. Thì ở trong cái phần cài đặt này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái phần cài đặt ở trên cá nhân, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là cài đặt trang cá nhân. Các bạn sẽ chọn vào phần là cài đặt trang cá nhân. Ở đây thì tiếp tục là các bạn sẽ chọn vào cái phần là quyền riêng tư. Rồi. Thì trong cái phần quyền riêng tư này, mình sẽ cầm điện thoại lên. Thì các bạn sẽ kéo xuống ở trong cái mục đó là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn, thì các bạn sẽ lần lượt chọn như sau. Để giúp cho cái tài khoản Facebook của các bạn sẽ không bị tìm thấy thì các bạn sẽ chọn như sau. Thứ nhất là trong cái mục là ai có thể gửi lời mời kết bạn cho bạn. Thì đây mặc định thì nó sẽ để là mọi người, có nghĩa là tất cả mọi người sẽ có thể là gửi được cái lời mời kết bạn cho chúng ta. Thì thay vì thế thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục đó là bạn của bạn bè. Thì có nghĩa là chỉ những người mà bạn của bạn bè thì mới có thể gửi lời mời Facebook của chúng ta thôi. Nếu như trước đây thì tất cả mọi người đều có thể gửi được thì chúng ta sẽ chọn vào phần là bạn của bạn bè. Tiếp theo thì trong cái mục là ai có thể tìm kiếm bạn bằng địa chỉ email mà bạn cung cấp đó, thì các bạn sẽ chọn vào cái mục đó là chỉ mình tôi. Nếu các bạn để mọi người thì tất cả mọi người đều có thể tìm kiếm được thông qua cái tài khoản email mà các bạn cung cấp cho cái tài khoản Facebook, thì các bạn sẽ chọn mục là chỉ mình tôi. Rồi, tiếp theo tương tự như thế thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là ai có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại mà bạn cung cấp, thì các bạn cũng sẽ chọn là chỉ mình tôi thôi. Rồi, cũng như là bạn sẽ chọn vào cái mục đó là bạn có muốn công cụ bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của bạn hay không. Thì đây thì các bạn sẽ có thể là tắt luôn cái phần là cho phép cái công cụ bên ngoài tìm kiếm. Cái công cụ bên ngoài này thì có nghĩa là những cái phần mềm bên ngoài, những cái trang web bên thứ ba, thì họ có thể là thông qua những cái liên kết với tài khoản Facebook của các bạn, ví dụ như là số điện thoại, tài khoản Gmail hay là cái mã định danh nào đó, thì họ có thể liên kết được với cái tài khoản Facebook của các bạn. Thì các bạn không muốn cho cái phần tìm kiếm này thì các bạn sẽ tắt luôn đi. Đó. Như vậy thì các bạn có thể là ngăn chặn được tất cả những cái tài khoản Facebook có thể là tìm kiếm được cái tài khoản Facebook của các bạn, và cũng như là ngăn chặn được người khác tìm thấy cái tài khoản Facebook của các bạn ở trên mạng xã hội nha. Rồi, và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.